xin giới thiệu, đây là một cái cửa sổ, nó nhìn ra một cái khoảng đất trống phía sau. Mình dùng cái bông sát bảo vệ chống trộm đột nhập vào cửa sổ. Mình kết hợp với cái không gian để mình đặt hoặc treo các cái chậu hoa nhỏ để mình tạo một cái phong cảnh nó tương đối đẹp. Khi mà từ bên trong nhà mình nhìn xuyên qua cửa sổ, mình nhìn ra cái không gian phía sau. Tất nhiên là mình phải làm cái cửa sổ lùa để cái quá trình mà mình mở cửa ra bên ngoài á, thì mình lùa qua lùa lại mà không có phải là mở bật ra, thì nó sẽ vướng cái chậu hoa mình đặt hoặc là mình treo ở trong cái lồng đó. Thì cửa này là mình lùa qua hai bên này, thì cửa bóng cánh lùa thôi. Mình muốn có thể dùng cái không gian thoáng ở giữa thì lùa qua hai bên. Mình muốn một cánh thì mình lùa một cánh. Mình muốn kiến ở giữa trống hai bên thì mình lùa cái tấm kiến hai bên về giữa. Bên trên trần của cái lồng đó thì mình có một cái tấm polycarbonate để nó che mưa tạt. Mưa nó tạt, nó leo vào bên trong cửa. Đồng thời là nó cũng lấy sáng được cho cái khu vực cửa sổ. Ở dưới thì mình cũng làm một số cái thanh sắt để mình đặt được những cái chậu cây mà không bị rơi xuống dưới. Thật ra thì cái bông sắt mình đang quay này thì nó cho một cái nhà cũng cấp 4 thôi, nên là nó chưa được đầu tư đẹp lắm về mặt mỹ thuật. Mình có thể thiết kế những cái thanh sắt này bằng những thanh sắt la, mình uốn lượn theo cái phong cách mình thích để nó được một cái kiểu nghệ thuật hơn. Mình có thể đóng cửa lại. Bên trong á, thì bên trong cửa của chúng ta thì lúc nào cũng có rèm hay là màn cửa. Trong trường hợp mình không muốn nhìn ra bên ngoài hoặc là không muốn ánh sáng bên ngoài chiếu vào nó quá chói, để có thể là nghỉ ngơi ban ngày, thì mình có thể kéo màn lại, mình kéo rèm lại. Cái góc quay này là quay từ bên trong phòng, ở trên gác lửng nhìn ra bên ngoài cái khu đất trống. Đó là mình góc quay từ bên trong quay ra bên ngoài. Thì với cái cách làm này thì chúng ta sẽ tạo được một không gian đẹp, nó lãng mạn từ bên trong phòng nhìn xuyên qua cửa sổ. Đây là góc quay từ phía sau, quay tới, quay vào bên trong thì chúng ta nhìn rất là rõ cái không gian xung quanh, cây cối, một cái khoảng đất trống chưa được quy hoạch xây dựng, thì chúng ta thấy nhìn rất là rõ cái cấu tạo cái bông sắt bảo vệ cửa sổ. Thì cái khoảng cách từ mép cửa sổ cho đến cái mép cái bông sắt bên ngoài thì nó khoảng tầm 20 cm là được. Mình có thể làm nhỏ hơn hoặc là lớn hơn tùy theo cái kích thước cái chậu hoa mà mình muốn đặt ở trên đó. Chúng ta đang thấy cái tấm polycarbonate, hoặc là có thể là tấm, mình có thể thay bằng tấm kiến cường lực hoặc là tấm tôn nhựa lấy sáng bên trên nóc của cái lồng sắt.